Và tiếp theo, hội thi tiếng hát ca lăng Tần Già phần chung kết hôm nay, chúng tôi xin mời thí sinh số báo danh 10 Bùi Thị Hoài Thương, pháp danh Diệu Hoài của gia đình Phật tử Bà Rịa Vũng Tàu, trở lại với chúng ta qua bài ca Nguyện Lực Mãi Còn, tưởng niệm cố huynh trưởng cấp Dũng Nhật Thường Nguyễn Quang Tú, nguyên phó trưởng ban ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Gia Định. Xin mời thí sinh mang số báo danh 10 với bài hát Nguyện Lực Mãi Còn. Thân đã mất bởi sinh tử vô thường, nhưng nguyện lực mãi còn diệu đoàn lắm bước tới. Dù mắt anh khép kín giữa đêm tối vô cùng, nhưng ngọn đèn vô tận vẫn truyền về mãi sau. Thường Nguyễn Quang Tú, sóng gió chẳng rời tay, trong gai không chùn bước, tâm sắc son bận khá chuyến lai, đưa thuyền qua bao tố kia bên xa bình yên. Hoa sen đang rộ khắp, anh ra đi đã mãn nguyện đời. Dù gió rồng chưa dứt, bể thả mãi vơi đầy, nắng trời hè giáng bóng, nguyện vững tin bước tới. Trời áo làm sớm mát, kế thân ai không rời, cùng truyền đời làm sự mãi dạng người tên vững tin bước tới.
người lắm sự, mãi dạng người tên anh. Kế thân ai không rời, cùng truyền đời lắm sự, mãi dạng người tên anh. Xin cảm ơn phần trình bày ca khúc Quyền lực mãi còn của thí sinh mang số vô danh 10. Sau đây chúng tôi xin mời ban giám khảo cho nhận xét về thí sinh 10. Giọng ca của em thì đúng là coi như thuộc về hàng cao cấp rồi. Tức là khi mà nhả âm ra là tròn chỉnh. Rồi trong cái bài ca này thì tại vì tôi là Đức Quảng, không lẽ tôi nói là khi mà em nhắc tới Nhật Thường Nguyễn Văn Tú là không những tôi xúc động, chị Mai xúc động mà cả cái chị Tuyết ngồi dưới kia cũng xúc động. Đây là một cái thạch trụ, mà không phải là thạch trụ mà là thép trụ. Coi như là dù gió giông, dù khó khăn, dù làm tới đâu ông cũng vững như đồng. Vững như đồng mới có cái gia đình vững mạnh như ngày hôm nay, và có gia đình Phật tử như ngày hôm nay. Có cái điều là đặc biệt là Nguyễn Văn Tú với lại Nguyễn Khắc Từ là khi mà gần mãn phần thì con mắt không nhìn thấy đường. Con mắt không thể nhìn thấy đường. Nhưng mà các anh chị cũng mới nhớ rằng là A Nậu Lâu Đà là cái người thiên nhãn đệ nhất vẫn không nhìn thấy được. Họ không nhìn bằng mắt thường mà bằng tâm nhãn. Và chính những cái tâm nhãn đó mới truyền cho chúng tôi, từ chị Tuyết, chị Mai hay là tôi, những cái ngọn tâm đăng để tiếp tục hướng dẫn các anh chị cho tới ngày hôm nay. Thì nghe thì xúc động thiệt. Không lẽ là cho chị, cho em điểm cao. Bởi vì em hát cái bài này thành hai phân đoạn. Một phân đoạn là moderato, một phân đoạn là slow. Theo nghệ thuật thì cái điều này là không có nên. Do đó tôi tặng cho em 8.5 trong cái bài ca này. Anh Đức Quảng 8.5. Anh Nguyễn Đức 9.0. Và anh Duy Xuân 8.0.